Giá Pi bật tăng sau bản cập nhật của Pico Team. Chào bạn, chào các Pioneer. Trong số trước, chúng ta đã tìm hiểu rất chi tiết về các tính năng mới mà Pico Team đã cập nhật cho Pi Network. Nổi bật nhất trong đó là chuyển nhận Picoin thông qua scan mã QR. Ngay sau diễn biến này, nhiều cộng đồng đang kỳ vọng trong tháng 10 tới đây, Pico Team sẽ tiếp tục cập nhật tính năng Multisig và kế hoạch Mainnet mở. Diễn biến hiện tại trên thị trường cũng đã khiến giá Picoin bật tăng trong những ngày cuối tuần. Đặc biệt, hành vi của giá đang có dấu hiệu củng cố vùng đáy ở mức 7.000 như chúng tôi đã phân tích trong các video trước. Vậy các tính năng nào mà Pico Team sẽ công bố trong tháng 10 tới đây? Giá Picoin ở vùng hiện tại đã đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư hay chưa? Và liệu sẽ còn đợi bao lâu nữa Pioneer mới biết được kế hoạch Open Mainnet? Trong video ngày hôm nay, Pinetwork Daily sẽ cùng cộng đồng giải đáp các thắc mắc trên. Xin mời mọi người tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Các bản cập nhật còn lại trong năm 2023. Theo thông tin mà Pico Team từng công bố trước đây, dự án đang nỗ lực hoàn thiện các tính năng mới để giúp tăng trải nghiệm người dùng, gia tăng bảo mật và củng cố hệ sinh thái. Ngoài tính năng chuyển Pi bằng QR code, trong quý cuối cùng của năm 2023, chúng ta kỳ vọng tính năng Multisig cũng sẽ sớm ra mắt. Để dễ hình dung, thì mỗi chiếc két giữ Picoin có 2 ổ khóa và 2 chìa khóa. Một chìa khóa do Alice nắm giữ và chìa còn lại do Bob nắm giữ. Cách duy nhất để họ có thể mở két lấy Pi là cung cấp cả 2 chìa khóa cùng một lúc. Vì vậy, người này không thể mở két an toàn mà không có sự đồng ý của người kia. Do đó, việc sử dụng ví Multisig trên Pi Network sẽ cho phép người dùng tạo thêm một lớp bảo mật cho tài sản của họ. Bên cạnh đó, khả năng Pi Network cũng sẽ sớm cho ra mắt tính năng 2FA, tức là bảo mật dựa trên yếu tố bổ sung như xác nhận giao dịch bằng mã code gửi qua SMS điện thoại, Google Authentication. Và cuối cùng, điều mà cộng đồng chờ đợi nhất chính là lộ trình Mainnet mở. Theo các admin của Pi Network, thì kế hoạch công bố lộ trình này sẽ sớm được ra mắt vào giữa tháng 10 tới đây. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin bên lề, thì roadmap có khả năng sẽ được chia làm 2 phiên bản và cũng sẽ được công bố vào 2 đợt khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao chủ đề này và cập nhật ngay đến các bạn khi có diễn biến mới. Phần 2. Picoin tăng mạnh nhờ vào loạt tin tốt. Hiện nay trên thị trường Việt Nam, cộng đồng Pioneer vẫn giao dịch Picoin rất sôi nổi thông qua OTC và sàn Pi Bridge. Các thị trường này đều tuân theo nguyên lý cung cầu của thị trường thế giới. Nhờ vào bản cập nhật mới nhất vừa rồi mà Picoin đã bật tăng trở lại sau khi về lại vùng 6.500. Hiện nay, giá mua bán Pi đang được đồng thuận ở mức khoảng 7.500 đến 8.000 Việt Nam đồng trên một Pi theo thị trường chợ đen OTC và khoảng 0,3 đến 0,4 đô trên một Pi tại sàn Pi Bridge, tức là tăng khoảng 25% giá trị chỉ trong vòng 2 ngày. Qua các diễn biến mới nhất của thị trường, Picoin đang đi vào một chu kỳ tích lũy giá dài hạn và có vẻ như vùng giá 5K như năm ngoái đã không còn trở lại. Đã rất nhiều lần giá Pi rơi về tới 6.500 trong năm nay và rất nhanh đã bật tăng trở lại. Chúng tôi tin rằng Pi đã tìm được hỗ trợ cứng trong khoảng 6.500 đến 7.000 đồng. Đây không phải lời khuyên đầu tư tài chính, nhưng nhà đầu tư có thể tích lũy Picoin tới tháng 3 và tháng 6 năm sau. Vùng giá có thể mua tiềm năng là từ 6.500 đến 8.000 đồng một Pi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảnh báo người dùng nên cẩn thận vì rủi ro lừa đảo từ thị trường OTC rất cao. Trong khi đó, giao dịch qua sàn lại có nhiều ưu thế về bảo mật. Hiện nay, qua quá trình hoạt động hơn một năm, thì dự án Pi Bridge vẫn duy trì thanh khoản rất tốt. Dự án còn tiếp tục mở ra các phân hệ và dịch vụ mới để phục vụ người dùng Pioneer tốt hơn. Có thể thấy, Pi Bridge sẽ là sàn giao dịch P2P Picoin ổn định nhất trong hệ sinh thái Pi Network. Và mới đây, dự án cũng cho biết sẽ bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Việt trong thời gian sắp tới. Điều này sẽ giúp cộng đồng Pioneer Việt dễ tiếp cận với ứng dụng hơn. Đến đây thì video hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nghĩ rằng giữa tháng 10 này, Pico Team có công bố lộ trình Open Mainnet hay không? Hãy để lại cảm nhận của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.